Xin chào các anh chị em bạn bè gần xa, cô bác nội ngoại nhá. Lại là khám phá huyền bí với sứ mệnh mang đến tiếng cười ẻ sảng khoái mỗi ngày cho các bạn đây. Với tiêu chí vừa hài hước vừa văn minh, hôm nay khám phá huyền bí sẽ giới thiệu đến quý vị những giây phút không nhịn được cười trong thể thao. Thể thao thì ai cũng đam mê, nói thẳng ra không thích môn này thì sẽ thích môn khác. Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, đua thuyền, đua xe, đua ngựa, thậm chí đua người cũng là thể thao. Ngoài được khỏe mạnh và thi đấu thì bên cạnh đó, lĩnh vực này cũng đem đến không ít tiếng cười cho mọi người. Hãy cùng chúng mình điểm qua một số khoảnh khắc siêu lầy siêu bựa nhé! Hot girl náo loạn sơ bóng. Đúng là xứ Tây nó khác xứ mình, cái trò người ta đang đá bóng mà lao vào thế này thì chỉ có dùng vài tấn kem trộn mặt cũng không đủ dây để chơi. Đấy, các anh em thấy không, chị đẹp này mặc bikini một mảnh, nhảy xuống từ khán đài và phóng như tên bay xuống sân bóng, vừa qua hàng rào, vừa qua bảo vệ, trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của các cầu thủ trên sân. Mình nói thật, chị này không làm vận động viên điển kinh thì quá phí cho tài nguyên nước nhà. Hai mấy thanh niên đang tranh nhau quả bóng trên sân, chắc cũng muốn bỏ quả bóng mà chạy theo chị này chứ. Mình nghĩ anh Tài phải bù giờ thêm 10 phút là ít. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy bình luận ở dưới cho chúng mình biết với nhé. Còn giờ thì đến với khoảnh khắc thú vị khác thôi nào. Đua xe mini. Ở đời không lái mô tô, đời không nể anh em ạ. Đua xe mô tô không còn là môn thể thao xa lạ với chúng ta. Những giải đua công thức 1 luôn thu hút rất nhiều lượt theo dõi từ khắp nơi trên thế giới bởi tính mạo hiểm, giật gân cũng như sự đầu tư chỉn chu đến từ các vận động viên. Tuy nhiên, đua xe mini như thế này thì chắc lần đầu các bác được chiêm ngưỡng đúng không? Mình nói thật, cái xe này thằng cháu mình đến 6 tuổi nó cũng không ngồi nữa rồi. Nhưng các anh Tây vẫn sáng tạo ra cái trò lấy xe này để đua, không phục không được anh em ạ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, các bác có công nhận chơi trò này vừa vui lại vừa giảm thiểu kinh phí không? Xe nhỏ chắc chắn rẻ hơn xe to rồi, lấy ít phải bảo dưỡng bảo hành, có ngã có va có đập cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Phải nói thật, ông nào nghĩ ra cái trò đua cái xe này IQ 200 luôn. Phải đố anh em nhé, IQ 201 thì sẽ như thế nào? Đáp án ở dưới comment nha. IQ 2001 thế nào thì mình không dành, riêng IQ 199 thì tiếp theo đây anh em sẽ rõ luôn. Bể bụng vì bóng chày. Bóng chày là môn thể thao rất thịnh hành ở xứ sở cờ hoa, không chỉ với phái mạnh mà cũng rất được ưa chuộng ở cả phái đẹp nữa đấy. Trong video dưới đây là một trận cầu đang diễn ra hết sức sôi động thì một tai nạn không mong muốn đã xảy ra. Cầu thủ số 16 của đội áo xám vì quá mải mê chảy theo bắt bóng thì bóng thôi xong. Ôi dồi ôi, thế này thì còn gì nữa, cô gái ơi là cô gái. Đấy, các chị em thấy không, phụ nữ bình thường chúng mình thương hoa tiếc ngọc bao nhiêu thì khi họ đâm đầu vào đam mê, chính họ có tiếc gì thân mình đâu. Công nhận, quả này nó thốn thật không đùa, mình còn nhìn thấy đau khổ luôn ý. Mình đề nghị một tràng pháo tay cho tinh thần thể thao khốc liệt của em gái này. Ờ thì màn này chắc là IQ vô cực rồi, chứ người bình thường không làm được vậy đâu, thế đấy. Huy chương kim cương cho phần thi nhào lộn. Nhào lộn là một môn thể thao trình diễn đòi hỏi sự dẻo dai và tính kiên trì tập luyện bền bỉ của mỗi vận động viên. Như chúng ta đang thấy trong video, anh chàng này cần chạy lấy đà một đoạn, sau đó sẽ nhào lộn và hạ cánh trên tấm liềm xanh kia. Tuy nhiên, bằng sức lực thần kỳ đến từ hành tinh Nga, anh ta đã bật ra đến nỗi phi thẳng vào bàn của ban giám khảo. Bình thường thì nhảy càng xa càng tốt, nhưng các cụ nói cấm có sai, cái gì quá cũng không tốt đâu. Mình chịu chết, không biết ban giám khảo có cái huy chương gì để trao cho thanh niên này nữa. Chả lẽ trên vàng còn có cái huy chương kim cương mà trao thì quý hóa quá. Thế nên, các anh em nhớ đấy nhá, muốn nhanh thì phải từ từ, đừng có sồn sồn lên mà dồn hết sức. Anh em Nga ngố chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, anh em đã gặp người bạn Nga nào ở ngoài đời thực chưa? Comment cảm nhận của bạn về những anh bạn ở xứ sở gấu này nhá. Trượt băng nghệ thuật. Trượt băng nghệ thuật luôn là môn thể thao rất được trông chờ ở các giải đấu như SEA Games hay Olympic. Không chỉ nhờ những màn trình diễn huyền chuyển, mãn nhãn mà còn bởi các vận động viên thi đấu đều có ngoại hình hết sức bắt mắt và ấn tượng. Mỗi vận động viên trượt băng đều như một diễn viên múa thực thụ và trải qua quá trình tập luyện hết sức gian nan vất vả để mang mình những phần thi xuất sắc nhất. Nhưng tai nạn thì vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi bỏ qua chú tâm vào bài biểu diễn của mình mà quên đi các chướng ngại vật xung quanh.
Như cô gái trong video này chính là một ví dụ này. Vì phiêu quá nên ngã luôn vào tấm chắn sân khấu đằng sau. Ôi dồi ôi, nó đau. Với tinh thần thương hoa tiếc ngọc thì mình chấm phát này 10 điểm tròn. Thấy mấy anh có ngã mình cũng chỉ biết cười, nhưng chị em mà ngã một cái mình xót ngay. Nghĩ vừa đau lại vừa xấu hổ chứ. Hết mình như thế rồi mà sai một ly đi một dặm luôn. Thôi, em gái lần sau rút kinh nghiệm nhé. Tôi biết các ông nghĩ khác tôi rồi đấy. Đừng có giấu, đây là ích kỷ. Tôi chờ mấy ông ở phần bình luận dưới video nha. Còn giờ thì vắt vào đống suy nghĩ đấy khám phá tiếp nào. Ăn mừng hụt. À đây rồi, bây giờ lại đếm video cả khỉa mấy ông thanh niên chứ không phải chị em nữa rồi. Một fan bừng hụt đê cây cú đến từ vị trí thanh niên áo xanh mang số 88. Bóng vừa vào lưới đã lao lên khán đài ôm gôn bạn gái để chưa vui. Chị gái cũng rất là ăn ý luôn khi chảy xuống hôn ông anh và phát cơm chó cho cả ngàn người. Nhưng anh ơi, ngại quá anh ơi, bàn thắng có được công nhận đâu mà đã ăn mừng sớm mà anh. Việt vị rồi, vẫn không không nhá, từ từ khám mừng vội. Đấy, có xấu hổ không cơ chứ? Quả này mà không việt vị, mình nghĩ ông trọng tài có khi cũng lườm cho cháy mắt vì kết quả nhảy lên khán đài phát cơm chó vừa rồi đấy. Nhưng thôi, được cái an ủi là bố anh đẹp lắm anh ơi. Các anh ơi, bồ người ta đấy, xinh chưa, xinh quá trời là xinh luôn. Các ông đừng có mà hâm mộ nhá, không có đâu leo leo. Mình biết tâm hồn anh em tổn thương nhiều chút nên mình sẽ ủi an cho anh em bằng trận cười ngay sau đây thôi. Chào fan hâm mộ. Trong thể thao, các vận động viên chạy quanh sân chào khán giả là chuyện rất đỗi phổ biến. Tuy nhiên, có đôi khi cảm xúc dâng trào khiến cả vận động viên lẫn khán giả đều quá khích, kiểu như gặp người thân hay là bạn bè đi cổ vũ chẳng hạn. Ví dụ như tình huống trong video dưới đây, các fan hâm mộ cuồng nhiệt đã cùng lúc nhau ra khiến hàng rào bị đổ sụp lên người nữ cầu thủ này. Ôi, anh em thì chơi trò cám mỏi xếp lớp hay gì đây, thốn quá, quá thốn luôn. Đấy, chưa hết, vừa ngã xong, lại có một thanh niên không thèm đứng dậy mà nằm hít đất như chưa có chuyện gì xảy ra. Không biết trước khi hít đất, ông anh có hít thêm gì nữa không mà tỉnh táo tờ với ông anh. Không cười thì like, cười thì like và share video ngay nhé anh em, uy tín luôn. Cán vượt phản chủ. Một pha phản bóng cực nhạy bén, chỉ có điều không ngờ mình lại gặp chiếc cán vợt phản chủ như vậy. Ôi dồi ôi, nó đau. Mình nói thật, pha này chắc là pha đau nhất từ đầu video đến giờ. Quả ôm quần quần quen này giữa sân chắc vừa đau vừa ngại tím mặt. Nhưng biết làm sao đây, đau thế kia giày còn không nổi, chạy vào cho khách mà nằm làm sao nổi đây. Thật sự, đối thủ cũng đến cản lời, không biết nên vui hay nên buồn. Thôi, thanh niên nhận thua luôn, để vào dưỡng thương đi chứ còn sức nào mà đấm với đánh nữa. Thật ra, mình không chơi cái môn này nên không biết sau khi chấn thương như vậy có đủ lực đứng dậy chiến tiếp nữa không. Chứ mình là mình chịu rồi đấy. Pha này, mấy ông xem mà có đau theo luôn, không thốn không đáng mặt nữa nhi. Anh em đã bao giờ gặp tình huống đau chứng như này chưa? Comment yes nếu anh em đã từng chạm trán pha phản chủ như thế này. Còn giờ thì xem tiếp video nào. Vô ích về đích. Trong một cuộc thi marathon ở Pháp, anh chàng vô địch này vì quá vui mừng với chiến thắng của mình nên đã có một màn cán đích không thể nào ấn tượng hơn. Mình đoán rằng anh ta cố ý định về đích theo kiểu trượt cỏ, nhưng người tính không bằng trời tính, mà đất trơn trượt đã khiến anh ta vô ích không trượt phát nào. Như chúng ta đã biết thì trong thể thao làm gì có chuyện đề hà thời tiết nên mưa gió thế này cũng là bình thường. Các vận động viên cũng thường xuyên được tập luyện dưới trời mưa bão gió tuyết, nhưng có lẽ học không được học cách ăn mừng chiến thắng trong thời tiết này. Nói thế thôi, chứ thắng là vui rồi, vỗ ếch có tí thì ăn thua gì. Nụ cười vẫn nở trên môi, có thế này thôi thì ăn nhầm gì. Giờ flash nhập. Trong thi đấu điển kinh, tốc độ là điều ai cũng hướng đến. Nhưng nếu chạy quá nhanh thì đúng là thảm họa. Anh chàng vận động viên này có khởi đầu không quá tốt nhưng lại nhanh chóng bứt tốc và có một màn cán đích để đời. Có lẽ vì tăng tốc quá nhanh nên thanh niên không kịp phanh lại và lao thẳng vào gầm khán đài trước sự bối rối của ban tổ chức và các đối thủ xung quanh. Đấy, mình đã bảo rồi mà, cái gì quá cũng không tốt đâu. Trên đây là 10 khoảnh khắc cười bể bụng trong thể thao khắp thế giới. Đúng là vừa bi vừa hài, cười ra nước mắt, sộc đến tận óc luôn mà thốn thì đến tận rốn. Nếu anh em đã gặp những tình huống nào thốn như thế này, hãy comment ngay dưới đây để góp vui nhé. Xin cảm ơn anh em bản gì đã theo dõi đến cuối video để ủng hộ chúng mình. Hãy nhớ like, share video và nhấn theo dõi kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút vui vẻ nào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.